xin phép giao lưu cả nhà mình một cây hải châu nha cả nhà ha. Cây này cái phôi thôi. Đó, phôi thì nó mới có toàn đi cái tay cái nước cơ bản như thế này, này. Là cái cành đổ là đã ok nè. Đó, cành đổ lại đã ok nè. Rồi. Ở đây cái cành ngọn nè, nuôi cành ngọn nè anh em ha, đơn giản vậy thôi. Rồi, bài bản thì nó cũng cơ bản như vậy. Đó, cành cành đây lót lại như này. Lót lại xuống này, anh em thấy không? Rồi, cành đây làm cành phong nè, cành phong phía sâu nè. Chúng ta sẽ chọn cái này mặt tiền. Chọn này mặt tiền thì chúng ta sẽ cắt bỏ thằng này đi ha cả nhà ha. Đó, có cành rớt lại nè. Cành này là toàn đã nuôi cành xương nó ok rồi nè. Đó, hải châu lá nhỏ rừng Bình Định nha anh em ha, rất ok nha. Đó. Cái này là ok rồi đó. Còn thằng này nè, đang nuôi cho lớn lên nè. Đó, chúng ta sẽ làm cái cành lót như này, đưa như này lót đây nha cả nhà. Rồi cành phong phía sau. Đã ok luôn, đi kèm được rồi nè cả nhà. Đó. Cây rất là khỏe nha, nước mầm nè, toàn mới cắt tỉa gọn lại những cái này này. Đó, cốt này nằm như thế này, toàn xe cho anh em mình xem cái cốt đế nha. Đó, cái cốt nó vậy. To hơn ngón chân cái nha anh em ha. Đó. Còn đưa cái cổ tay cho anh em mình xem nha. Đó, anh em mình nhìn nè, nó phải nửa cổ tay. Nửa cổ tay to gần bằng hũ tiếng, hũ mì tiếng anh em. Hũ keo mì tiếng đấy. Đó, toàn để hũ keo anh em mình nhìn nè. Ha. Đó, sẽ rất là ok nha. Về anh em mình chỉ việc là thả vào chậu, chúng ta bón phân thúc rồi chúng ta đi tay cơ bản như thế này nữa là xong nha anh em ha. Đó, chúng ta sẽ có một cái cây chúng ta sẽ có một cây hải châu rất là đẹp. Đó, nó co lét tự nhiên từ đây lên, nó lét lên nha anh em ha. Rồi lên nha. Đó, cái chỗ này toàn đã xử lý hết nè, nó kéo sẹo nè, anh em thấy kéo sẹo rất là đẹp không? Kéo sẹo rất là gọn nha, rất là gọn và rất đẹp nha. Càng lâu thì nó sẽ càng trám cái sẹo ở đây, nó sẽ đẹp. Đó, một cái nu sẹo lên rất là đẹp đó. Đó, cái này toàn xin phép giao lưu cả nhà mình là 450.000 nha, bao ship xíu cuối toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Hải châu lá nhỏ, anh em nào thích cái cây này thì inbox toàn nha. Đó, cành xương nó này em thơ. Đó, lá nhỏ nha, cái này trái rất là đẹp, là duyên nha cả nhà ha. Rồi, cả nhà nào chốt thì inbox toàn nha, 450.000. Toàn có để số điện thoại và số Zalo toàn nằm ở dưới phần mô tả nha, hoặc là trong cái tiêu đề, thường toàn để trong tiêu đề anh em, hoặc là trong mô tả là chính. Anh em nào chốt thì cứ vào xem và kết bạn Zalo toàn nha. Rồi, anh em mình ngại giá. Ok, toàn xin phép xuống like nha, xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.